Hello and what's good? Welcome back to my channel. Chào mừng các bạn trở lại với channel của Chucky Nguyễn. À, uh, thì lần uh, đầu tiên thì uh, uh, dành cho những ai mà uh, đây là lần đầu các bạn xem qua cái video của mình thì uh, mình tên là Nhân và các bạn cũng có thể gọi mình là Chucky Uh, channel của mình thì đa phần thì mình sẽ làm reaction nhưng mà đối với cái video lần này thì như các bạn cũng đã thấy từ ở dưới phần tựa đề thì uh, video này sẽ không có reaction gì cả Và mình sẽ chia sẻ một tí xíu cái quan điểm của mình cũng như là những uh, cái suy nghĩ của mình uh, ngày vừa qua thì uh, uh, sẽ không có chạy intro gì cả <laughs> Ok thì mình sẽ bắt đầu luôn À, như tự đề của video thì các bạn cũng đã thấy rồi à, nếu mà các bạn là à, một người không thích sơn tùng hoặc là một người à, anti sơn tùng hoặc là à, nói chung là không ưa sơn tùng hay là nói chung là không có à, à, gọi là như thế này nói chung là không có cảm tình với sơn tùng hay gì đó và thì mình muốn nói với các bạn là uh, các bạn có thể ngưng video ở tại uh, ở thời điểm này, ở tại đây và các bạn xem những cái video khác tại vì có thể là những cái điều sắp tới mình nói sau đây thì nó sẽ uh, khiến cho các bạn cảm thấy khó chịu và cảm thấy không vui thì uh, uh, mình mong là các bạn nếu mà các bạn uh, nghĩ những cái lời mình, uh, mình mình nghĩ là những cái lời sắp tới thì sẽ nó sẽ uh, tác động với tới các bạn nên là nếu mà các bạn là một người mình nói nếu mà các bạn là một người không thích sơn tùng và uh, anti sơn tùng và như thế nào đó thì các bạn có thể ngưng video ngay tại đây ok ok thì uh, tiếp tục uh, dành cho những người mà uh, xem tiếp ha <laughs> mình gọi các bạn là những người xem tiếp tục ha thì uh, mình muốn chia sẻ một tí xíu về cái uh, quan điểm của mình về cái việc mà Uh, Sơn Tùng đã uh, ngưng phát hành video ở Việt Nam. Thực ra thì hiện tại thì các MV vẫn được, uh, vẫn còn ở trên YouTube nhưng mà uh, ở Việt Nam những khán giả ở Việt Nam của mình thì không xem được thôi. Còn đối với những người khán giả nước ngoài thì uh, uh, vẫn xem được bình thường. Thì thực ra thì ngày hôm qua, uh, ngày 29 tháng 4 là ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4 và hôm qua ngày 29 tháng 4 thì mình có làm một cái video reaction cho cái Uh, mv của Sơn Tùng rồi và mình vừa làm xong và mình edit được cái thứ thì mình định uh, upload lên youtube thì uh, đọc báo thì thông tin lại là uh, uh, từ uh, cổng thông tin chính phủ gì đó thì về cái việc cũng như là bên VTB nói chung là những cái nhà báo lớn những cái uh, uh, gọi là bên mảng truyền hình rồi các thứ lớn lớn của Việt Nam mình đó thì nói là sẽ đề xuất là sẽ cấm chiếu cái uh, MV của Sơn Tùng và làm việc với Sơn Tùng rồi các thứ thì mình cảm thấy nó khá là căng tại vì trước giờ thì uh, uh, mới có một cái 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 sự kiện nó như vậy và sau đó uh, khoảng vài giờ thì Sơn Tùng cũng đã có đăng cái thông tin là uh, sẽ ngưng cái ngưng phát hành uh, cái MV ở Việt Nam rồi thì thực ra mình cũng khá là thất vọng Uh, trong cái, uh, cái video reaction đó thì mình cũng có chia sẻ một tí xíu về cái quan điểm của mình rồi Và đó là cái lần đầu tiên mà mình xem cái uh, MV luôn Và trước đó thì mình cũng đã biết về cái việc uh, uh, Những cái nhà báo nói là cái MV Sơn Tùng sẽ ảnh hưởng bạo lực đồ các thứ rồi Mà lúc đó mình chưa có coi và hôm qua mới là cái ngày lần đầu tiên mình xem cái MV Sơn Tùng Thì đến thời điểm hiện tại ha mình vẫn giữ nguyên quan điểm của mình là cái mv nó chẳng có gọi là chẳng có mình nghĩ là nó sẽ không có ảnh hưởng gì cả tại vì uh, mình có đọc được một vài cái comment mình vô tình thôi ha một vài cái mình cũng như là uh, các bạn chia sẻ là uh, có một vài bạn thấy được cái uh, bản thân của mình ở trong đó thấy thấy được uh, gọi là những cái thứ mình đã từng trải qua ở trong đó và uh, trên new feed của mình trên facebook của mình thì mình cũng có uh, mình vô tình thấy thôi cái bạn đó là uh, mình cũng không cái cái bạn nó cũng không 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 quen biết gì với mình nhiều nữa chỉ là uh, mình có add friend với bạn đó trên facebook thôi thì uh, mình không tiện nói tên um, bạn nó có uh, share cái mv xuân tùng và nói là bạn đó cũng từng trải qua những cái điều đóng giống như vậy à, ở trong và thêm một điều nữa là ở trong cái video reaction đó à, trong cái video reaction của mình thì mình cũng có chia sẻ một vài điều như sau mình sẽ chiếu cái video ở đây ok khi mà xem xong cái mv này thì mình chợt nghĩ ngay đến cái trường hợp vừa mới xảy ra cách đây một hai tháng gì đó ở ngoài hà nội là một bạn nam À, học trường chuyên và mình nghĩ là nếu mà ai ở sống ở Việt Nam thì chắc là biết đến cái tin đó và sẽ nhớ đến cái tin đó là bạn học sinh đó vì áp lực học tập và dẫn đến cái việc bạn bị trầm cảm và bạn đã nhảy lầu tự tử à, mình xem đến đây là mình nghĩ ngay đến cái, cái 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 gọi là cái tin đó luôn cái việc đó luôn ok thì uh như uh, uh, video vừa rồi thì mình cũng đã có chia sẻ hôm qua mình cũng đã có chia sẻ là khi mà xem mv sơn tùng thì cái điều đầu tiên chợt chợt nghĩ ra trong đầu mình đó là uh, gợi nhắc đến cái việc mà cái uh, bạn học sinh đã tự tử ở ngoài hà nội uh, đến hiện giờ thì mình vẫn còn nghĩ về cái việc đó thì uh, theo mình cái việc đó nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến gọi là giới trẻ cả mình nghĩ đó là sẽ là một cái uh, lời cảnh tỉnh cũng như là một cái mv nó rất là ý nghĩa đối riêng với mình ha mình cảm thấy nó rất là ý nghĩa tại vì xem được thì mình cảm thấy là ờ những cái như là bệnh trầm cảm những cái như là bạo lực học đường nó đang xảy ra ở trong cuộc sống của chúng ta hiện tại và chúng ta nên để ý đến những cái việc đó nhất là bệnh trầm cảm tại vì uh, mình có một thằng bạn uh, thằng bạn nó rất là thân với mình gọi là cực kỳ thân với mình luôn thì uh, dạo thời gian gần đây thì nói chung thì cái cuộc sống của nó cũng uh, gia đình nó cũng không có được gọi là như một gia đình bình thường á ừ thì uh, nó chơi với mình từ cấp 1 rồi và đến thời điểm hiện tại uh, 23, 24 tuổi rồi và tụi mình vẫn còn chơi với nhau. Uh, dạo thời gian gần đây thì nó có đi khám bác sĩ tại vì nó cảm thấy không ổn và uh, kết quả ra là nó bị trầm cảm. Uh, sau khi mà xem cái MV của Sơn Tùng xong thì mình cảm thấy là nó gợi nhắc cho mình rất là nhiều thứ uh, và nó như là một lời cảnh tỉnh của mình và làm cho mình kiểu mình quan tâm đến mọi người hơn thay vì cái việc là uh, lo lắng là con của mình người thân của mình sẽ bắt trước những cái cảnh đó thì tại sao mình không quan tâm tới nhau nhiều hơn sao không hỏi thăm nhiều hơn uh, thì uh, mình cảm thấy là mình cần trao đi nhiều cái sự quan tâm hơn những cái sự yêu thương hơn cho những cái người xung quanh nhất là thằng bạn mình và cái người mà mình vừa nói thì uh, đối với riêng mình thì mình cảm thấy là cái mv nó rất ý nghĩa uh, nó gợi cho mình rất là nhiều thứ để mình suy nghĩ lại cũng như là uh, mình nghĩ nó sẽ giúp ích cho mình hơn ở trong cái cuộc sống này uh, mình vẫn đến thời điểm này lại mình vẫn không hiểu là tại sao lại là 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 là, là. À, mọi người nghĩ cái bị đó sẽ là uh, những người uh, những uh, giới trẻ sẽ bắt trước theo hay gì cả thì mình cảm thấy là và có một điều nữa là hôm qua mình có lướt tiktok và mình có thấy được một cái clip của một bạn mình có ngồi mình xem mình không có lưu lại à, bạn có bạn ấy có nói là À, có thể là sau khi đăng cái clip này một vài tiếng thì bạn đó sẽ xóa thì bạn đó có chia sẻ một à, một vài điều là bạn đó cũng từng ở trong cái hoàn cảnh là à, bị trầm uh, cảm bị depress và bạn đó uh, cũng có tiếp xúc một vài người bạn một vài người quen cũng bị trầm uh, cảm và cũng có những cái ý nghĩ ý định từ tử đồ các thứ thì à, bạn đó nói là không có ai mà À, xem mv xong và vì một cái mv mà muốn tự tử cả thì uh, ngay cả những cái người uh, họ đã bị như vậy rồi thì họ còn cảm thấy như vậy nữa thì kiểu một người bình thường thì không để coi một cái cái mv như vậy mình thấy cái mv rất rất là bình thường luôn ha ví dụ như các bạn coi xem những cái video trên deep web những cái video ám ảnh gì đó thì các bạn dẫn 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 các bạn đến cái việc tự tử thì cái đó mình không nói nhưng mà cái này chỉ là một cái MV âm nhạc mà cảm thấy nó rất là bình thường Nó chẳng có kiểu máu me gì nhiều, chẳng có cảnh gì mà kiểu quá sức tưởng tượng cả Ngay cả những cái nghệ sĩ thế giới họ còn làm những cái MV mà cảnh tỉnh về những cái việc như là uh, uh, Phân biệt chủng tộc hay là uh, ấu dâm hay là bạo lực học đường hay là uh, sử dụng súng đồ các thứ À, bạo lực đường phố hay gì đó hoặc là về kiểu uh, ma túy rồi cái thứ thì nghệ sĩ của thế giới thì họ phản ánh những cái việc đó thông qua những cái tác phẩm nghệ thuật của họ qua những cái mv cao nhạc rất là nhiều luôn thì đối với mình sau khi mà sơn tùng ra một cái mv như vậy thì mình cảm thấy ở cái đô nó rất là nhẹ luôn chẳng có cái gì kiểu gọi là quá gọi là quá đáng cả thì đến tính 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 thời điểm hiện tại thì mình vẫn thấy như vậy à, có thể như mình nói đây chỉ là cái ý kiến cá nhân của mình thôi thì à, có bạn có thể là các bạn à, cảm thấy không thích thì ok không sao cả vì mình chỉ muốn nói ra cái quan điểm của mình thôi à, còn nếu các bạn cảm thấy là đúng hay gì đó thì ok không sao cả tại vì mình cũng rất là vui khi có những người có những suy nghĩ giống mình nếu mà không thì thôi không không sao cả tại vì cuối cùng thì uh, uh, dù gì chăng nữa thì cái em cũng đã ngừng phát hành rồi thì chúng ta chỉ ngừng đến đây thôi ok chúng ta sẽ không có debate hết hay là không có tranh cãi và uh, so đo cái này cái kia nữa thì uh, chỉ chia sẻ những cái quan điểm cá nhân với nhau thôi thì uh, uh, và chắc là mình chỉ còn một điều nữa muốn nói nữa thôi là cái việc mà mình cảm thấy là mọi mọi ánh mắt cũng như là mọi cái sự quan tâm họ đều focus và họ đều nhắm đến một mình sơn tùng mà mình cảm thấy nó hơi bị tội cho sơn tùng tại vì uh, phải hứng chịu rất là nhiều dư luận kiểu tất cả dồn về mình luôn thì uh, mình nghĩ là nếu mà có mình thì ý là nếu mà đặc hợp là mình thì mình nghĩ là mình cũng không có vượt qua được nữa. Tại vì uh, uh, có ai đâu mà nghĩ là khi mà mình ra một cái sản phẩm âm nhạc lại bị rất là nhiều dư luận uh, ảnh hưởng đến như vậy. Thì uh, đối với mình thì mình cảm thấy nó rất là tội thôi chứ cũng không có gì cả, cũng không đến nỗi mà kiểu giận hay là hay là tức giận gì cả, mà cảm thấy hơi tội, rất là tội cho xuân tùng thôi. Thì uh, đó là những cái quan điểm của mình. Thì như mình nói. Ờ uh, mong là sau cái video này thì uh, uh, mình sẽ uh, gọi là tìm ra được những cái người mà có cùng quan điểm với mình và uh, mình mong là các bạn sẽ uh, đón nhận cái quan điểm này uh, ở mức gọi là đón nhận nó thôi, đừng có kiểu tranh cãi qua tranh cãi lại, tại vì À, mọi người đều có những cái quan điểm sống riêng mọi người đều có cách nhìn cuộc sống riêng và mình không thể nào bắt buộc các bạn nhìn cái cuộc sống theo quan điểm của mình hoặc là theo góc nhìn của mình được thì à, đó là những cái chia sẻ của mình à, qua những cái vụ việc ngày hôm qua thì à, tổng kết lại thì mình cảm thấy là à, theo mình thì cái mv nó rất là bình thường và riêng mình đó riêng đối với riêng mình thì mình cảm thấy nó khá là ý nghĩa tại vì uh, nó làm cho mình suy nghĩ khá là nhiều về cái việc trầm cảm và bạo lực học đường thì uh, uh, riêng cá nhân mình thì mình cũng đã có trải qua cái việc bạo lực học đường rồi ở năm cấp hai uh, còn trầm cảm thì uh, không mà mình có biết những cái vụ việc có thật là Các bạn học sinh ở hà nội và người bạn của mình, người bạn thân của mình, đấy. thì uh, mình nghĩ là các bạn nên có một cái uh, góc nhìn nó thoáng hơn, một cái góc nhìn nó rộng hơn hoặc là thoáng hơn gì đó để cho nghệ sĩ họ có một cái không gian để họ uh, show ra được những cái góc nhìn của họ cũng như là mang uh, lại cho chúng ta nhiều cái tác phẩm nghệ thuật hơn. thì đối với mình thì như mình nói như ở giữa video thì mình cảm thấy uh, ở ngoài kia có rất là nhiều nghệ sĩ họ phản ánh rất là nhiều thứ ở trong cuộc sống thì uh, mình nghĩ sơn tùng cũng uh, không có đáng bị như vậy đâu thật luôn uh, uh, đấy thì đó là cái uh, uh, quan điểm cá nhân của mình thôi uh, uh, mình nghĩ là nếu mà có cấm thì mình nên cấm những cái gì đó thực tế hơn uh, ví dụ ha mình chỉ mình có thể mình nói tới đây sẽ là những cái điều mình sắp nói tới đây sẽ rất là nhiều nhận lại rất là nhiều kiểu gạch đá nhưng mà ok mình sẽ nói luôn không có không gì cả chỉ là quan điểm cá nhân thôi mà à, cái điều mình muốn nói đây là à, nếu mà có cấm á, thì mình nghĩ nên cấm một cái nghệ sĩ ở trong showbiz hiện tại ha à, đã từng có một cái à, tội án ở bên nước ngoài về cái việc ấu dâm nghĩ nói tới đây các bạn cũng biết là ai rồi đúng không thì đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn những cái tác phẩm những cái uh, thậm chí nghệ sĩ đó vẫn còn hoạt động bình thường mà có những cái lớp dạy đồ các thứ nữa thì mình nghĩ là nếu mà cấm thì mình nên, mình nên cấm cái việc đó tại vì tưởng tượng sau này các bạn có con đi uh, hoặc là đi uh, con các bạn hoặc là người thân trong gia đình các bạn đã từng nằm trong những cái nạn nhân của cái việc hấu dâm nó đi thì sao? thì uh, ok mình chỉ chia sẻ tới đây thôi uh, uh, và như mình nói uh, video này chẳng có cái reaction nào cả tại vì reaction mình đã làm từ hôm qua rồi và mình nghĩ là mình sẽ không có đăng lên tại vì mv của Sơn Tùng cũng đã ngừng phát hành ở Việt Nam rồi thì đó là những cái quan điểm của mình chia sẻ của mình uh, dành cho cái vụ việc vừa qua và mình mong là mình sẽ tìm được những cái người có cùng cái góc nhìn cũng như là quan điểm giống mình còn nếu mà các bạn anti Sơn tùng hay là không thích Sơn tùng mà các bạn vẫn xem đến thời điểm hiện tại và các bạn cảm thấy là rất là không ưa mình hay là không ưa những cái quan điểm của mình và muốn comment là ờ ừ, tôi phải như thế này thế nọ thì mình sẽ phép là mình sẽ không có reply cũng như là react phản ứng lại những cái comment đó của các bạn hoặc là có thể mình sẽ xóa những cái comment đó luôn vì uh, mình luôn muốn uh, đem lại những cái điều tích cực nhất có thể dành cho những cái người xem cũng như là mang lại cho cuộc sống ok thì uh, nếu mà các bạn chưa subscribe thì mình mong là sẽ nhận được một cái subscribe từ các bạn nhớ like cái video này nữa và Uh, mong là các bạn sẽ có được một cái ngày lễ chuỗi ngày lễ thật là vui vẻ và hôm nay là 30 tháng 4 1 tháng 5 và mình, à, mình nhớ không làm là các bạn sẽ được nghỉ thứ bảy chủ nhật thứ hai và thứ ba nữa Ok mong là các bạn sẽ có được 4 ngày thật là vui vẻ uh, nếu mà đang đi du lịch với gia đình bạn bè đó thì hãy enjoy nó ok uh, chắc là tới đây thôi Ok mà mình sẽ hẹn các bạn ở video reaction tiếp theo video Tiếp theo chắc chắn là sẽ là video reaction rồi Ok Thì uh, uh, Như mỗi khi chúc các bạn sẽ có được một ngày thật vui vẻ và mình nhắc nhở các bạn có bị uống nước nha Nãy giờ mình quên và uh, Không còn gì để nói nữa Tới đây thôi Mong là các bạn uh, Tới đây thôi <laughs> Ok Peace And a mouth Bye guys